Vâng, chúng ta sẽ đến với trận chung kết đầu tiên dành cho team Chipboy trong trận đấu thứ 5. AC. AC đến chim sẻ đáng thế Bắc Bình luôn. Rồi, càng rồi, càng rồi. Xong luôn đấy. Vâng, như vậy là bên kia có Baby Roman Egypt cho Son. Egypt trong tay Kami, Baby trong tay Mạnh Hào. Bên mình có AC, Baby, Summer và Katha. Đây là bãi quả đầu dành cho chim sẻ nhắng. Vâng, đây là G-Man cầm Summer. Đây là Khóc, à đây là Vơ cầm Katha. Baby đến từ Trường Yết. Cùng đến với màn hình máy của G-Man. Nóng thế. Ai bảo? Còn bài G-Man nhiệt quá bạn ạ. Anh không lên đời. G-Man này thì đấu mạnh thật. Bầy hươu lùa về này. Ở trong 2C đầu anh không lùa hươu lên đời sớm, xong thì sau 2C anh lùa được hươu thì lại lên đời muộn. Hơi khó hiểu. Summer này gỗ đầu rất xa. Mới thấy bầy hươu đầu thôi, và đây là đôi voi người cầm Summer tốt rồi. Sẻ mắc binh rồi. Hươu về. BS đã đóng. Lại còn thế mắc binh nữa chứ. Đây là Vơ. 19/24. Bây giờ mới đóng được cái S đầu. Katharian đang đi dò đồ ăn khá nhiều nhưng chưa thấy gì. Đây là Khóc. 20/24. Hai voi. Ba voi. Năm voi. Thế là rồi. Này mà không bảo bài xấu bịp thế là rồi. Còn voi thứ hai thì cho con được không? Khổ quá với ông này. Đưa voi về. Còn voi thứ ba. Bây giờ anh có lăn ra chết cũng được. Rồi bây giờ xe bảo cái men không cần đánh nữa. Lăn ra chết đi cũng được. Nhiều voi thế nhờ, câu voi mỏi hết cả tay. Đây là BB. Anh như nào anh loằng ngoằng thế. Rồi,
BL dành cho không được khóc. Và đây sẽ là BM. X không chia 5 luôn rồi. Tin báo về Roman đã đào vàng đến từ Chip Boy. Mẹ lại kêu rồi. Cái gì đấy? Đây là G-Man 25/28. Kích đời anh ơi. Bo được vàng là tươi rồi. Anh sai. Kinh nhá rời. Và bo được vàng cái chửi mạnh lắm. Để chơi luôn các bạn hoa. Ơi, chia sẻ cả Messi. Thông tin báo về không cả màu 4 ở cánh kia. Xong thì vẫn hở. Không. Còn anh bò nguyên cái đống này để cho dần ăn gỗ. Giờ các bạn thấy là G-Man lúc nào cũng thế. Và thực thì không có, chứ gỗ thì lúc nào anh cả nghìn. Lấy bao nhiêu? Thông tin báo về màu 4 12 giờ. Cho son của bộ. Vâng, Kenne đến từ Chip Boy nhưng không vào được nhà G-Man. Đóng phù thủ. Ghê rồi. Bơm luôn vàng cho xe. Kinh tâm. Rồi. Vâng, như vậy là vang dần vụt chém. Ba con, ôi vụt đi. Lên bánh xe. G-Man sẽ mất tham, tình huống bị Kenne. Xẻ tham 30/40. Ở AC Mắc Bình lên giáp 4 luôn rồi. Còn đây là Vơ tham 30/32. Kami đang bị chém. Đang chém ở nhà của Kami trong tơ này. Đây là Trương Nhét 31/32. Màu 4 là Mô. Mạnh Hào đánh cung ấy. Chém không được khóc nhưng không chém được. Khóc đang chơi lại. Đây là G-Man. Rồi G-Man đang thủ phủ. Và chim sẻ ra cứu G-Man trong tuần này. Đây là sẻ. Bò 1 đã bắt đầu đẩy lên. Cung R đến từ Mạnh Hào hết ra. Cái đó bắn rất rát. Đấy từ chim sẻ nóng một trận đấu một cực cầm AC. Cánh kia báo về khỏe. Vừa tham 34. Khóc tham 36. Ủa, rất khỏe. Sẻ tham 55. Mắc Bình màu 2 Chip Boy cộng với đó Mạnh Hào đã muốn kết hợp để đẩy trong tơn này. Mạnh Hào đang đi lỗi quân. Đứng lại chơi sẻ rồi. Đang điều quân và tiếp tục quân của Mạnh Hào dồn lên. Và như vậy là Chip Boy cũng đang dồn lên cực kỳ đông. Chém đông lắm, màu 2 đông lắm. Vâng, Vơ sẽ phải tạt vào trong cánh. Không có ai ở nhà. Đây là Khóc cũng không ở nhà. Rồi sẻ đang bị ốp trong tuần này. Không ạ. Chưa 6 giờ ở đâu? Cái gì máy đang ở 6 giờ? Chưa thấy nhà ở đâu, nhưng mà sẻ bị ốp bay nhà tuần này rồi. Thằng Hải này chim lợn đều rồi. Cả màu 3 Kami cũng đang sang rồi. Trẻ đang rất vất vả tên này chứ phải đỡ 4 nhà. Ông kia đánh kinh thế nhở. Chim Boy chém khỏe thế.
Hào lại dí theo quân của sẻ này. Ôi giời ơi, thảm sát. Sẻ đang chết khá nhiều dân trong tình huống vừa rồi. Tám lai 54/72 dành cho chim sẻ nắng, chim boy là bài cầm Roman. Rồi trận này sẻ bị bắt rồi, Mạnh Hào sau đít kìa em. Mạnh Hào không biết gì, may quá. Vâng, tham lai 54/68. Vâng, cả màu 3 sang. Màu 3 màu 1 bắt đầu dí vào khoanh ruộng của sẻ rồi. Kami và cả Kami và cả Mạnh Hào dí vào. Sẻ bay khoanh ruộng này. Đây là kích quân cuối cùng của sẻ. Đây là vơ 829. Vâng, khóc tham 47. Vơ đang vào nhà Kami cũng không lấy cháo, chưa được. Đã nhìn thấy nhà một một rồi, cùng trở lại với sẻ. Sẻ tham 47, vẫn đang bị ôm rất rát. Mạnh Hào rất đông cung R ở đây các bạn có thể thấy. Vẫn đang thủ nhủ nhà rất dẻo với sẻ. Bây giờ thì Mạnh Hào bắt đầu chạy ra, tới đây thì thủ xong rồi. Khóc đang to. Khóc rất đông quân. Không biết chip boy ở đâu luôn. Bắt được hết quân của Mạnh Hào rồi. Chip boy ở 6 giờ. Cái gì tham 1 á? Ôi dồi. Thí sinh mang tên BLV gần em. Đáng ra là thắng luôn rồi đấy. Lại bụi Ken nè. Và bây giờ chém cả nhà chính của Gman rồi. Sẻ tham bao nhiêu? Sẻ tham 57/76. Tham lai. Và bên mình đang bị đi 55/45. Anh Vơ tham 26 đang vào chơi nhà chip boy. Vẫn là 2L đều dành cho bình viên GV. Chip boy đã bắt đầu chết những con nông dân làm ruộng. Như thế này liệu Mạnh Hào có lên 4 không? Đây là không được khóc. Bóng 3 đang đẩy lại được khóc rồi. Đây là Kami thì đẩy cái gì? Ôi đông thế. Đơn đứng thế đẹp đến từ Kami. Nhưng mà không vẫn lao vào chơi luôn. Bởi vì những con lạc đà nó chém cua rất là rát. Rồi Kami đã thủ nhà rồi. Tôi vừa đánh cho bó 2 một tên cũng giật dẹo. Vâng, nhưng mà chim sẻ thì đang ghi sai. Và tỷ số được dùng ăn số 1-2. Một trận đấu mà, và một trận đấu mà các bạn biết là ai cũng biết là ai rồi đấy. 1-2 trong trận đấu thứ 5. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. German bị Ken một tên siêu thốn. Trận này bên kia đánh khỏe đấy. Team chip boy trận này đánh khỏe thật đấy. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Cái 1-2 khó đánh